Trời ơi, cái thằng này chắc nó giết tôi quá. Quá, Năm ơi. Dạ. Dạ mở kêu. Không, tao thỉnh chứ tao không có kêu. Trời ơi, muốn bể cái cần cổ hả? Mà đứng trơ trơ vậy nãy giờ mày làm gì không biết nữa. Dạ, thưa mợ, tập mấy đường côn. Cho gà vịt ăn chưa? Ủa? Dạ, thưa mợ, quên. Quên? Còn heo? Cho heo ăn chưa? Quên luôn. Hả? Thôi hết nói. Mày có quên ăn cơm bữa nào không? Trời đất ơi, công chuyện này có bao nhiêu đó à? Thôi mày không làm thì mày nói cho tao làm. Được rồi, được rồi, để tao. Cái gì cũng tao hết. Hãy nói động tới nói tao già sinh tật. Tao nghe mày nói nhiều mà. Mày nói mở lúc này hay nói. Rồi rồi, tao già tao sinh tật. Thôi được, đi chơi đi, để tao làm. Mày lớn rồi, thấy mợ có la thì nói là mợ già sinh tật. Nhưng mà con coi con chồng nồng cái đầu rồi. Con chuyện nhà có nhiêu đâu. Sáng sáng ra rồi cho tụi nó ăn cái rồi chơi làm gì làm. Rầu ghê, sầm sầm cái đầu rồi chứ đâu có. Ngày tối cà chớn hoài. Như người ta vậy dở con đùm đùm đề đề rồi. Chứ có đâu mà. Mà dở con gì? Cái xóm này con gái mà nó nghe tới tên mày là nó chạy te te rồi chứ ở đâu đằng cưới với hỏi. Dạ, mợ thương thì mợ nói vậy. Chứ cái chuyện vợ con tôi chưa có tính tới. Với lại mợ ơi, mấy cô gái ở xóm này đó mợ, nó làm sao nó biết được lòng dạ người quân tử. Trời đất ơi, ông quân tử thiệt mà. Tôi nhìn ông quân tử lát sao tôi cũng muốn tự tử luôn. Mời ông quân tử lại nói này chút xíu rồi. Dạ. Ra sao cho heo ăn đi. Khoan để nói dặn cho kỹ. Dám lắm. Biểu cho heo ăn là heo ăn rồi thôi. Gà vịt bỏ chết đói luôn. Rầu quá lúc này sao có bị lôi thôi quá. Cho heo gà vịt ăn nghe chưa. Dạ. Con Diệu đi chợ rồi hả? Dạ đi chợ rồi mà. Bây giờ rồi lên qua nhà tử tế cho mợ đi qua bà hội chút nha. Dạ thưa mợ, bà hội đó mợ, bà đó ác lắm, mợ đừng có thèm chơi với bà đó mợ. Chơi nè, tao nói mày nghe nghe Năm, lớn rồi phải hiểu nói gì đâu cho nó có hằng có chấn. Bà hội á là tao quan quyền, người ta chủ điền chủ đất, có kêu mình á là qua người ta đòi nợ, thôi người ta sai làm muốn chuyện. Chứ ở đây chơi, nói vậy rồi bà hội bà nghe được, bà còn bắt lỗi nữa, bà nói bộ ngang hàng với bà sao chơi, đừng có nói vậy nữa nghe chưa. Dạ. Tao không biết kêu gì, không biết chừng cái bệnh này dỗ quả gì kêu qua rửa chén chứ cũng làm gì. Được, bây giờ tao dặn phòng hờ nè, nếu mà bà tao về sớm thì thôi, nếu tao có về trễ thì ở nhà mà con Diệu về thì hai đứa coi tới giờ đói bụng thì cứ ăn đi đừng có đợi. Nghe không? Dạ. Để tao quặt lại cái đuôi cá chút xíu về tao về, chừng nào bác cho về tao về. Dạ. Đừng ở nhà cứ ngóng ngóng đợi mắng giùm áo. Dạ. Nó lên giùm cái mọi giờ giùm sớm ăn cơm mà. Tao nói chừng nào bác thả tao tao về, tao cũng muốn ở bên đâu cũng. Từ phu tướng bao kiếm sắc phong lên đàn, vào ra ngóng trong tinh trang mà lũy ngọc bàng hoàng. Anh Năm, trời ơi bữa nay ca cả lương hay quá ta. Có quan mới qua. Tôi mới qua tới nè. Có qua hồi nào hôm rú qua rồi. Tôi mới qua tới mà thiệt tôi đứng tôi cũng không dám kêu anh nữa. Sao vậy cậu? Sợ anh giật mình cái cây anh quay lại cái bể đầu. Không có đâu. Mà bây giờ tôi hỏi anh nha, bác đâu mà anh đứng ngoài này, anh ca con mình đây. Mợ mới đi chuyện. Đi ngã nào? Đi ngã này nè. Anh nói làm sao chứ sao tôi vô ngã này tôi không gặp.
đi ra này tức thì đi mà. Sao? Chà, vậy thì uổng quá anh Năm hơn. Có gì không cậu? Bữa nay tôi qua đây tôi từ giả bác với anh tôi đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn? Mà anh coi bây giờ bác đi khỏi rồi sao nói với bác mấy tiếng đằng đi đây thiệt. Sao anh cười? Cái gì vậy anh Năm? Hôm nay cậu qua đây còn từ giả mợ tôi với tôi cái rồi về chứ không còn từ giả ai hết. Vậy thôi cậu đứng đây chờ nha, tôi qua kêu mợ về. Được rồi. Anh Năm ơi, anh Năm. Anh sao anh làm khó tôi hoài, không biết nữa. Ở bên nhà thật sự cái ý định của tôi đó là trước qua đây là tôi thăm bác với anh. Đó rồi sao lại mà nếu có thể đó thì tôi gặp cô Diệu để tôi từ giả cô vài lời tôi lên đường đó anh Năm. Ít ra vậy tôi mới chịu chứ. Không lẽ tự bển qua đây có rồi từ giả mợ tôi với tôi cái rồi về. Không, tại tôi nói chưa hết mà mới khúc đầu chưa kịp khúc đuôi là anh phát anh chạy rồi làm sao mà nói cho kịp. Cậu Hoàng ơi. Hả? Qua Diệu đi chợ rồi. Gà gái là cô nàng xách giỏ đi chợ. Ủa anh vậy hả? Trời sớm lắm. Nói vậy không chừng sắp về tới bây giờ à. Thì anh nói đại dùm tôi cái gì cho tôi mừng chứ mà đứng đợi biết tới chừng nào về. Năm ơi. Kéo dùm tôi buồn giường anh Năm ơi. Anh Năm. Để nó đi. Nè, mới nhắc là về tới liền phải không? Năm ơi. Có che cái dù nữa nè. Nè, thôi cậu đứng đây chơi tôi vô cho heo ăn nha. Thôi anh vô cho heo ăn là tôi nói vài tiếng tôi về tôi đi năm luôn nè anh Năm. Ơi. Trời ơi, cái anh Nguyễn này kỳ ghê á. Cũng kéo tôi buồn vừa mở miếng nó cẩn thận. Tôi mà tôi ra đi khỏi tôi nha. Anh Năm ơi. Kỳ cục quá anh Năm à. Ủa. Anh Hoàng. Mới qua hả? Tôi qua nãy giờ. Bác đi khỏi rồi. Anh Năm anh mắc cho heo ăn nữa sao á. Tôi đứng đây tôi đợi Diệu về đó chứ. Đi hết tội rồi. Chứ mẹ ơi. Nhà giờ mà đi hết trơn hết trọi hả? Có mình hai đứa đứng đây. Cô bác ta đi qua đi lại ta quở chết. Thôi. Thôi mình đứng vô nhà nha. Thở ngoài này cho nó mát. Đứng đây nha anh chờ tôi chút xíu nha. Bây giờ tôi cất cái dù tôi ra tôi nói là nghe. Hồi nãy có nhiều chuyện cái cười hết sức kìa đó. Tôi cất cái dù tôi ra tôi nói là nghe ngộ lắm. Tôi đi chợ. Có nghe anh Năm nói. Bữa nay đám giỗ thầy tôi nè. Diệu nói cái gì? Bữa nay đám giỗ thầy tôi rằm nghiêng rồi. Trời ơi, Diệu tệ quá. Sao vậy? Cho tôi hay trước 1-2 ngày để tôi có mua gì được qua để cúng má. Thôi, bày lạc hoài. Tôi tính tôi nấu mâm cơm rồi đó. Thì tôi chạy qua anh nè. Nè, tôi đi tốt chợ quận á. Vậy là... Chợ mình không có gì hết trơn á trời á. Mà tính nó tên Bi vậy đó, kỳ ghê. Tính thấy anh Tư xe ngựa đó, anh biết không? Bữa nay anh làm biến sao á. Anh thấy khách tới trên xe đông, anh không chịu quẹo vô làng. Anh bỏ tôi ngoài đầu đình á. Trời đất ơi. Trời đất ơi, anh kêu coi tôi kéo cái buồng dừa đó đó. Cái buồng dừa đó mà tôi kéo từ ngoài đầu đình về đây nè. Rồi 2-3 cái giỏ tôi bỏ ngoài á. Qua một cái miếng giường của thầy Thông. Nó mệt rồi muốn chết vậy đó. Xa quá mà. Đi về cái thấy anh đứng đây cái nó hồi hộp của trái tim. Cái nó đánh nó còn mệt nữa tới giờ. Ủa, sao mặt mày anh biết xị vậy anh Hoàng? Diệu bữa nay anh qua đây để anh muốn báo cho em hay một tin quan trọng lắm Diệu. Quan trọng? Tin gì quan trọng dữ vậy? Anh muốn cho em biết là cái kỳ thi này... Sao? Bộ rớt rồi hả? Không phải vậy đâu. Cái kỳ thi này thì anh đậu rồi. Thật ơi. Ta thi đậu được, người ta vui, người ta cười. Ai mà thi đậu gì mà cái mặt bí xị như cái bánh bao chiều vậy. Anh cũng biết vậy chứ, học hành thì ai cũng mong mình đỗ đạt hết á. Nhưng mà nếu kỳ thi này mà anh đậu rồi thì... Thì sao? Anh phải xa em Diệu mà. Xa tôi? Gì kỳ vậy? Mà tôi mắc mớ gì anh xa tôi? Tôi có mắc mớ gì anh đâu xa tôi.
Anh thi anh đậu chứ ăn thua gì mà sao anh tôi... cũng biết vậy chứ, nhưng mà điều cái nếu cái kỳ thi này mà anh đậu đó, anh phải đi Sài Gòn. Đặc quái, đi chi Sài Gòn sẽ lắc tí mù anh vậy? Anh lên Sài Gòn để học chứ. Thôi ông ơi. Thôi sao? Học ở dưới này cho nó gần. Đi chi Sài Gòn sẽ lắc vậy? Học ở đây chạy qua chạy lại cho nó gần. Thôi em nói em muốn suy nghĩ gì trơn trọi à. Nghĩ gì? Ai lại không biết học ở dưới này nó gần nhà gần cửa, mình chạy qua chạy lại với nhau nó gần. Nhưng mà ngặt ở dưới này nó hết trường rồi, anh phải đi Sài Gòn đó chứ. Nói không chịu nghĩ gì trơn trọi. Hết trường rồi hả? Chứ sao? Trời ơi, cái ông này ổng có cái mặt tôi bộ ngu lắm rồi sao mà ổng gạt tôi hết ta? Gạt sao? Hết trơn hết trọi cái trường rồi. À thì hết trường, anh nói hết trường chứ sao? Hồi nãy tôi đi chợ về tôi thấy cái trường nó nằm trình nình một đống á, con nít nó học lên trời vậy rồi mà anh nói cho tôi hết trường được à? Anh nói lộn. Cái trường thì còn, nhưng mà cái lớp của anh học ở dưới này người ta không có dạy đó. Hết lớp rồi? À. Dạ. Làm như học lớp bự lắm vậy đó, hết lớp. Nói ông sợ thiên hạ, ta nghe ta cười. Ta nói học lớp là lớp cao chứ ai nói học cái lớp bự. Thật sự đó, anh học cao thì không phải là cao gì. Nhưng mà kỳ này đó, anh lên Sài Gòn đó là anh học về ngành sư phạm. Đáng gì? Là để nữa anh ra trường anh làm thầy giáo đó. À, phải rồi đó. Tôi biết rồi. Anh đi học thầy giáo á hả? À. À, học cái gì chứ cái đó là lên Sài Gòn là phải rồi. Bởi vậy? Tôi để ý rồi. Để ý. Ở dưới làng mình á, à, toàn là thầy giáo dạy con nít học không mà, chứ không có thầy giáo nào dạy thầy giáo học được hết trơn hết trọi á. Bởi vậy bữa nay anh qua đây đó Diệu. Dạ. Anh muốn nói với em một chuyện. Là anh xin em hứa với anh một tiếng cho anh vững bụng anh đi. Tôi hứa hả? À. Ờ. Anh muốn tôi hứa gì thì anh nói rõ ràng ra đi. Rồi tôi nhắn cái chỗ nào tôi hứa được tôi hứa cho. Ờ. Chứ để tôi hứa bậy hứa bạ tôi mang tội tôi sao? Cái lời hứa của anh nghĩ nó cũng có gì khó hết chịu à. Là anh chỉ ước mong sao ở dưới này nè, em cố gắng em chờ anh. Anh lên Sài Gòn kỳ này đó, anh sẽ cố gắng học hành để sớm đỗ đạt, sớm ra trường. Anh muốn khi mà anh được làm thầy giáo đó thì mọi người ở trong làng mình đây nè. Sao? Người ta kêu em là thím giáo, chỉ có vậy. Vậy thôi à. Nó vậy nó bạ rồi anh thì kỳ cục quá trong. Em nghĩ sao vậy? Nghĩ gì? Chứ từ đó tới giờ cái bụng cái dạ tôi sao anh không biết sao giờ anh không anh biết chứ vậy? Anh biết là em thương anh, nhưng anh cũng thú thật với em về mấy bữa nay vậy anh ăn ngủ gì cũng không được hết trơn trọi. Sao vậy trời ơi, còn hỏi nữa, thiên hạ gì người ta đồn rùm trời lên hết mà em còn hỏi nữa. Đồn sao? Người ta đồn là cậu Hai Niệm đây nè, cậu Hai Niệm là con của bà hội đồng đó. Có Niệm nào kìa? Trong làng mình có mấy cậu Hai, em hỏi cậu Hai là con bà hội đó, cậu đó cậu thương em, thành ra anh lo quá trời vậy. Ủa, đó cậu Hai Niệm nào thương ẩu vậy cả? Thì cậu Hai Niệm con của bà hội đồng đấy nè. Ôi, cái thằng Hai con bà hội á hả? Ờ, cậu Hai á. Nó là thằng Hai đẻ. Thôi mày đã kêu cậu Hai Niệm. Thôi em đừng kêu tầm bậy. Nó là thằng Hai đẻ, tụi tôi kêu nó là thằng Hai đẻ không hả? Trời ơi, em muốn chọc cả. Bà hội bà nghe được, bà qua bà cào nhà bà đổ xong hết bây giờ. Tôi biết nó con nhà quan mà tôi. Con quan. À mà tôi biết nó lớn tuổi nữa. Ờ. À. Anh không biết. Sao? Hồi nhỏ nó đau băng khỉ, nó rút lại còn một chút xíu vậy à, anh thấy không? Nó đẹp cắm mà nó rút lại như con khỉ vậy đó. À thôi thế kệ, người ta đau hay là sao cũng được, nhưng mà em cũng phải biết là người ta con nhà quan mình phải thưa cậu Hai. Thưa vậy anh ơi, cái thằng đó nó khùng trất hả? Thế kệ người ta. Không biết làm ăn tích sự gì hết trơn hết trọi á. Cái cài cái cuốc sao cũng không biết cầm nữa. Vậy? Ngày tối ăn rồi đi chơi xong vậy đó. Ờ. À. Anh biết không? Thế ta. Sáng mở mắt dậy xách cái đờn ra qua đình á, ngồi đờn từng tưng, ngồi dưới góc ga đó, ga trước cái đình á, đờn từng tưng vậy. Hồi nãy tôi đi ngang tôi còn gặp nó ngồi nó cầm cái đờn đó. Mới về đây gặp. Anh ra mới coi. Nó bận bộ đồ ba la mai vàng, nó ngồi ngoài á, nó đờn từng tưng à tú, ngày rồi. Nó ngồi tới chiều nó mới chịu gì à. Bữa em, nào cũng vậy. Em nói đồ gì? Đẹp á hả? À cậu Hai. Nó có tiền nó mai ba la mai nó bận không hả? Yeah. Cái bộ đồ này hồi nào tới giờ anh không nghe. Cái bộ đồ này ra sao em ha? Ba la ma. Anh không biết thiệt mà. Trời ơi, trong làng mình giờ ai có tiền người ta cũng mang cái đó người ta mặc hết mà không biết.
tội không? Quê ơi là quê vậy đó. Ba la ma mà không biết. Thôi bây giờ em ra bộ thử coi, ra dấu thử coi cái bộ đồ đó nó ra làm sao. Tên nó hễ có sập á thì tên mai sập xuôi vậy nè. Sập xuôi. Sập xuôi chứ mai mai sập ngang hết trơn á. Rồi rồi. Rồi hai cái túi lớn ở dưới, hai túi nhỏ ở trên, ta xẻ giữa vậy nè. Cổ bẻ ra vậy ta kêu đồ ba la ma. Trời đất ơi, thôi đừng bày đặt nó bậy nó bạ đi. Cái bộ đồ đó là bộ đồ pyjama đó cô ơi. Pyjama. Thôi em thấy mà khó nói đem, em nói đó là đồ mát hay là đồ ngủ đi, cho nó dễ nói. Đồ đó mà đồ ngủ. Đồ ngủ đó. Đồ người ta mặc đi coi cúng đình đó âm, ở đâu ngủ. Ở dưới làng của mình tại không biết, thành ra mặc cái bộ đồ đó đi ra đường. Chứ bộ đồ đó không có ai mặc đi ra đường, họ thấy họ cười. Thôi mà nó muốn mai gì nó mai, nó muốn mặc gì nó mặc. Chỗ ta giàu có sang trọng, mình nghèo hèn quê mùa, ta điền ta thổ người ta. Mắc mới gì vụ đó mà anh nói hoài. Đành vậy nhưng mà điều em cũng hứa một tiếng cho anh vững bụng anh đi đi chứ. Rồi tôi hứa đó. Sao bữa nay anh lộn xộn quá vậy không biết nữa, tôi hứa đó. Em sao có nhiều khi em nói nhiều cái nó tức quá trời quá đất vậy. Rồi tôi hứa, em hứa gì trọng? Hả? Thì tôi hứa như nãy anh em nói. Em nên nhớ cái chuyện này là cái chuyện hệ trọng cả một đời của hai đứa lận. Ít lắm là em phải đứng đàng hoàng với anh cho nó tề chỉnh. Đó. Rồi chừng đó em mới nói em họ gì, tên gì, năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi. Rồi cái phía sau đó em muốn nói gì tiếp nữa em nói. Chứ còn rồi tôi hứa biết hứa gì trong đó giờ. Giống như y như mình thề vậy. Gần hả? Gần vậy đó. Nếu thề thôi đợi mai rằm là mình vô nãy chuối vô miễu ông tà mình thề luôn. Chi em sẽ ưa của cái tật chứ mà mình vô chùa vô miễu quá không biết nữa. Đâu có cần gì em phải vô chùa vô miễu mới được. Em đứng đây vậy mà anh thu cái lòng của em thành đó thì là cũng được rồi. Thề liền dạ. À thì bây giờ sẵn đây thề cái cho rồi đi. À. Giờ này cây to bóng mát chắc ông bà giờ trưa vậy ông bà ta cũng ưa đi qua đi lợi đi. Thề liền đây chắc cũng có người chứng. Dạ em thề trước hả anh? Tôi thề trước. Ngày hai bên giải giác ông bà chứng giám giùm cho tôi. Khoan nghe mày, khoan. Không được đâu. Đứng sao mà không đứng cho nó đàng hoàng chút. Nhìn cẳng trước cẳng sau rồi em còn nhúng nhúng vậy nữa coi đâu có được. Chuyện này chuyện đâu phải chuyện đùa. Đó coi kìa. Thì thôi ráng chịu khó phút hai phút đi chứ gì đâu kỳ vậy. Ngày ông bà phúc mặt phúc mày, hai bên giai giác làm chứng giùm cho cái lời thề của tôi. Và tôi họ Nguyễn tên Diệu. Năm nay 22 tuổi, tuổi Tý, con chuột. Tôi phải con chuột không? Em nhớ cho kỹ cái tuổi đó, cái tuổi này hệ 22 tuổi con chuột nè. Bính Tý con chuột nè. Chuột mạng thủy nè, Giang Hà Thủy, Bính Tý, Giang Hà Thủy. Ông Quỳ Thượng ông mới bấm độ, ông coi ông Hoàng tính cái tuần thôi mà. Đừng. Anh tin vô hỏi con. Thôi được rồi, tiếp. Ai ăn gian anh chi chút xíu vậy? Gây hoài, không biết nữa thiệt à. Dạ, tôi hứa một lời. Bây giờ anh Hoàng anh đi Sài Gòn anh học. Anh học thầy giáo. Tôi ở với anh ở trển anh học á. Anh học hoài học quỷ à. Tôi ở dưới này tôi chờ. Tôi cũng chờ hoài chờ quỷ à. Rồi tôi chờ vậy đó, rồi thì mà anh Hoàng anh đi ở Sài Gòn anh đậu thầy giáo á. Anh đậu thầy giáo cái thì mà anh về. Anh về cái anh làm thầy giáo. Anh làm thầy giáo cái tới chừng đó chắc tôi làm thầy giáo luôn chứ anh. Anh kỳ cục quá à. Có gì đâu á. Diệu ơi. Dạ. Một lời hứa của em vậy đó là anh thấy anh phấn khởi rồi. Thôi bây giờ anh đi nghe. Ủa? Đi liền ha. Anh về đi cho kịp chuyến xe 12 giờ trưa này chứ. Trời đất quỷ thần ơi, cái ông này ông nói tiếng trước ông đi tiếng sau vậy? Thì anh chạy qua anh cho em hay về rồi anh về anh đi cũng được rồi chứ có gì đâu. Trời ơi, anh đi mấy tháng trời vậy ít nhất anh cũng cho tôi hay trước vài ngày chứ. Chi? Tôi có lo gì được cho anh không? Cắt cho anh vài bộ đồ không mấy là lo. Tiền bạc cho anh thì thôi. Không mấy cũng chêm cho anh được hai bụng mắm anh xách theo anh ăn chứ. Thôi em khỏi lo cái vụ mắm đó. Mình lên cho anh ta ăn sao mình ăn vậy được rồi. Thấy không? Còn cái thôi được, thôi đừng lo gì hết. Thôi bây giờ anh về. Thôi đi liền ha.
anh đi liền cho kịp, để trễ. Không, địa ơi, đi, thôi, để tôi không có lo gì được cho anh, má tôi về má tôi la chứ coi. Anh vậy nhưng mà thôi anh về nghe. Rồi anh không, anh đi vậy rồi tiền đâu anh xài. Không, cái vụ tiền em đừng lo, chú Năm mới cho được 5,5 nè. Mới cho cái anh chạy qua anh kiếm em cho em hay đó. 5,5 mà xài mấy tháng mà tổn sao đủ. Cái tiền ăn tiền học thì anh được cấp phát rồi. Rồi còn cái tiền xài của anh đâu? À thì mình đừng xài, mình không có tiền thì mình tiện tặng chứ có gì đâu. Tiện tặng là phần anh á. À. Rồi anh có gặp cái chuyện gì bất trắc rồi tiền đâu anh xài. Ừ. Tiền em, đâu anh chi ra? Em muốn nói bất trắc là như chuyện gì? Thình lình cái tỷ anh đi đường đã bất trắc người ta bể rồi tiền đâu anh đền ta. Thôi em đừng lo ba chuyện bao đồng gì nữa, mệt lắm nè. Đi làm sao đạp được? Mình đi mình cẩn thận ha, mình dòm trước mình ngó sau cho nó đàng hoàng, làm sao đạp được của người ta. Mà rủi ro anh đi chỗ đông người, người ta xô qua xô lỡ anh té vô vỏ bánh tráng rồi làm sao? Nếu lỡ té vỏ bánh tráng thì sao? Thì lại người ta anh trừ chứ biết làm sao giờ. Mà nó nói liều như anh vậy đó, đứng đó đi tôi cho thêm lên đỉnh xài. Thôi à, đây đi Sài Gòn mà sao tiền của tôi bộ anh chê hả? Không phải, nhưng mà thôi còn cái bộ tôi kỳ được. Tính tôi đi xa mà không có tiền, không có bao giờ tôi dám đi. Đây đi lên trở mình hắn đồng bạc mình đứng cái gì? Ít nhất tôi nói thiệt anh, ít nhất anh cũng phải có 10 đồng bạc, mười mấy đồng bạc. Trời sao tôi nói có cái gì? Gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Sao đó? Tiền tôi nó mất hết trơn hết trời rồi. Trời đất ơi, mất tôi tiền hết rồi hả? Tôi mới đọc cái ống hôm qua đấy mà. Trời đất ơi, vậy là chết. Trời đất ơi, vậy là ai em mất túi tôi rồi, đâu mất hết trơn, ai mất, anh mất túi tôi, anh có mất túi tôi không? Rồi lỡ nói gì vậy mà? Tôi nói lộn mà, anh đứng đây nãy giờ anh có thấy ai mất túi tôi không? Tiền tôi đi ngoài chợ. Làm sao mà thấy được, em coi có hai đứa tụi mình đứng đây, có ai vô đây đâu mất túi. Tôi đi chợ tôi còn mua dừa, ủa tôi còn mua buồn dừa. Rồi bây giờ em đi ngã nhò mà anh chạy anh kiếm coi. Tôi mua dừa rồi mua sầu riêng. Trời ơi, thiệt khổ quá trời, tiền bạc là không gì? Có rồi. Ở đâu vậy? Nè. Trời đất ơi. Cột này mà quên. Quên tôi mà lúc này trai quên quá. Cái gì cũng quên hết trơn á. Cột thì nhớ đi, quên anh gì không đâu. Biết cái trời ơi, ở với mình bây giờ bỏ không túi kia người ta biết mình có tiền, mất túi à, trời cái ha. Trời ơi, cột chi mà chắc quá vậy, không biết nữa. Không cắt được, trời ơi, coi kìm gạt bỏ không cắt nổi, mình con người ra mất hết, con người ta gỡn hoài. Gãy răng bây giờ đó mà thiệt khổ ghê vậy. Dạ, thưa chút nha. Ôi. Ủa sao còn có 10 bạc vậy kìa? Mất nữa rồi hả? Không có, mua trái sầu riêng mà quên. Đủ rồi. Thôi, anh không lấy cái tiền này đâu vậy mà. Thôi, anh lấy không, anh cắt đi thôi. Tiền của tôi mà. Đành là tiền của em nhưng mà em nghĩ coi có mấy bạc. Không sao? Mà cứ mất tới, mất lui, mất miết. Mà làm sao mà nuốt cho vô mấy bạc này thì thôi em cất đi. Anh không lấy đâu. Nè. Thôi. Với anh cũng nói thiệt với em vậy nè, chú Năm có cho 5,5 rồi. Thấy không? Còn cái tiền này là cái tiền của em để dành hồi nào tới giờ. Tôi dành đó. Rồi cái bây giờ em để dưới này qua chị em ta có mua sắm gì, em mua sắm với người ta, anh có rồi, em nói thiệt. Tiền là tiền của anh khác, còn cái này anh đi xa đường xa xứ lạ anh mới cần tiền. Tôi dưới này tôi đâu có xài gì đâu. Thôi em. Nè, anh lên tỉnh anh đi học mà anh hà tiện của trường anh đau à. Không có đâu. Anh lấy tiền này nè, mỗi buổi sáng ra trường mua bánh mì chấm mỡ anh ngồi anh ăn. Nhưng mà anh có tiền rồi, cái tiền của em anh không có lấy mà. Anh phải cầm cho tôi vui. Thôi Diệu à. Nè, tôi nói anh cầm tôi giận này nha. Tiền mà tiền anh nó có tôi để cho anh. Tôi nói cho anh nghe nha. Dầu sao nữa đây là cái tình này, cái tình cái nghĩa tôi đưa cho anh. Tôi với anh mà chứ bộ xa lạ gì hay sao mà. Nè, tôi nói anh không lấy tôi giận này nha. Bộ anh chê hả? Anh chê tiền tôi hả? Nè, tôi lỗi nha. Lấy rồi không nói ai biết. Nè, buông tay mà đặt mắt sai kỳ cục anh nè. Diêu ơi. Dạ. Không phải là anh chê cái tiền này đâu. Đối với anh bây giờ đó, cái số tiền này nó to tát lắm. Nhưng nó cũng không làm sao bằng cái tình, cái nghĩa của em đối với anh.
anh sẽ nhớ mãi kỷ niệm này Diệu. Nhớ mãi à ha, không có quên à. Nó cho thêm 3 đồng nữa nè. Hay lắm. Thôi hay lắm gì không biết nữa. Anh nói không nghe anh giận bây giờ kỳ quá à. Thôi cho lấy con cái tiền còn giận. Nè, thôi anh lấy tiền thôi anh cầm cái từ riêng này đi. Ê, không được đâu, để mai cúng bác đó, không được đâu em. Không có, để xin một cái khác mà nè. Nè, anh cầm. Tôi đi không có lo gì cho anh đâu. À, bây giờ tôi nói anh nghe nha. À. Dắt quá à, tôi không có lo gì được cho anh hết á. À. Dạ anh đi đi. Tôi với anh Năm nè, tát cho xong cái đìa này ha. À. Bao nhiêu cá tôi phơi hết cho anh. Thôi, rồi anh lên tới Sài Gòn á, anh gỡ cái chứng chỉ anh về đây cho tôi. Chị à? Hãy bắt được cái chứng chỉ của anh á. Tôi đem cá nè, tôi đem chú khô nè. Tôi ra nhảy thép, tôi gõ dây thép lên cho anh ăn. Em muốn nói cái chứng chỉ là cái gì? Trời đất ơi. Hả? Cái chứng chỉ là cái gì? Đi học thì giáo không biết chứng chỉ là cái gì. Không không, thiệt mà. Cái ý của em muốn nói cái chứng chỉ là cái gì cho anh nghe coi. Chứng chỉ là cái chỗ ở đó. Cái tên đường, cái số nhà, cái... Thôi em ơi, có ai không sợ thiên hạ, người ta nghe người ta cười. Cái đó là người ta kêu cái địa chỉ. Cái gì? Địa chỉ tức là cái số nhà, cái con đường của mình ở đó. Địa chỉ. Cái không, chứng chỉ làm giật mình không biết là cái gì. Địa chỉ. Địa chỉ. Địa chỉ, chứng chỉ thì cũng vậy, miễn nó có chỉ cổng thôi mà. Sao lúc này anh khó quá, anh bắt bẻ tôi hoài vậy? Em nói là anh khó cái gì đâu. Đây rồi người ta nói là anh biết mà anh không có chỉ dạy gì cho em á, người ta địa cười. Địa là đất chỉ, địa chỉ rồi. Thôi bây giờ anh về nha. Dạ. Nè, chị ơi. Dạ. Em nhớ nói với bác là anh kính lời em thăm bác. Dạ, dạ. Anh có qua mà bác không có nhà. Dạ, nghe dạ. Để bác không biết bác phiền anh. Dạ, dạ. Thôi bây giờ anh về hả? Dạ. À. Đi. Chị ơi. Anh có đem qua tặng cho em tấm hình nè. Mày đặt cho hình là như giống chữ thiết quá. Em biết không, cái ý của anh muốn đó là để cho em có tấm hình của anh ở dưới này. Để mỗi lần mà em thấy em nhớ anh đó, em mở nó ra xem cho đỡ nhớ. Chừng nào mà anh làm thầy giáo, em làm thím giáo rồi chừng đó em trả lại cho anh. Tôi này tôi nhớ anh á thì tôi lấy cái hình ra tôi coi. Đó, anh thích vậy đó. Còn anh? Anh sao? Anh ở Sài Gòn sao lắc tiếng mù vậy đó. Rồi mỗi lần anh nhớ tôi anh làm sao? Tôi đâu có cái gì tôi cho anh đâu. À, anh nghĩ ra rồi. Diệu ơi, anh sẽ lấy lá sầu riêng, anh ép trong trang sách anh học. Để cứ mỗi lần mà anh thấy anh nhớ em, anh lấy ra xem cho đỡ nhớ. Ờ, tôi chịu vậy đó. Anh cất cái này đi. À. Vài tháng nữa về tôi cho lá khác. Thôi anh đi nha, để trễ. Nhớ nói anh kính lời thăm bác. Lên thẳng coi chừng nha. Nhớ bận áo lạnh đi đường có chừng đau à nha. Anh đi xe có chừng đau à, anh bận áo lạnh kỹ. Anh đi nghe. Dạ. Nhớ nói anh kính lời thăm bác nha. Lên nó trở viết thơ gì về liền tôi nha. Cứ này tôi chờ. Anh đi nghe. Ừ. Nhớ nha. Gửi cái địa chỉ của anh về tôi nha. Tôi ép chú khô, tôi gọi dây thép cho anh. Nhớ lại cái địa chỉ về tôi nghe. Ừ. Ở tôi chừng nào ta. Nè. Ê. Nhớ nha. Nhớ gọi cái địa chỉ về tôi nha. Tôi ép chú khô nha. Trời đất quỷ thần ơi. Dạ xin lỗi mợ. Tao đâu có về, bây giờ mày bệnh nặng quá vậy. Mà không mắc mới gì, tao mới bước vô mày xỉ mặt tao. Ông ơi, cái thằng này bây giờ sao nó dễ vui tao quá, giùm theo đổi nè. Dạ, xin lỗi mợ. Thôi mày nín đi, lát ai nói tầm bậy nữa. Diệu đi chợ về chưa? Dạ, về rồi.
Mày biết bà hỏi kêu tao chi không? Dạ. Dạ biết rồi. Mày mà có cái gì mày không biết đâu, biết hết. Kêu cái này đòi nợ chứ gì mợ. Nhưng mà mợ đừng có lo. Cho dai là quyền của bả, còn trả hay không là quyền của mợ. Mà phải bả đòi nợ thì tao cũng lại đi. Chứ bà kêu làm gì mà cho nợ. Cho nợ? Ủa, bà nay bữa ăn trúng gì mà khùng bất tử mà. Xưa nay ác có tiếng mà nay sẽ tốt dữ mà. Tốt. Đừng hiểu lầm. Cho xé với nợ cho. Cho tiền mặt giải. Với cái điều kiện là gả con Diệu cho cậu hai con mà. Gả Diệu? Mày đừng có nghe nói gả rồi mày hâm. Tưởng đâu tao trầu cao, tao tới mày cưới nó, đặng làm xui với tao. Mày nói bây giờ cậu hai thương lỡ con Diệu rồi. Giờ cho con Diệu qua ở đi. Ở nghĩa là ôm áo quần qua ở khơi khơi. Rồi sẵn nó làm chuyện nhà như là đi tới. Rồi chừng nào người ta cưới vợ cho con người ta, người ta cho nó làm bé. Làm bé? Không được đó mợ ơi. Có cái giọng cha đó không bằng à. Gả về làm chị hai nó người ta cũng không gả nữa. Mợ, cái thằng hai niệm nó khùng tất à mợ ơi. Chứ còn ba em nó đó dữ lắm. Không được đó mợ ơi. Thôi. Ai không biết mà cần gì mày nói cho mất công. Nhưng người ta là chủ điền, chủ đất. Tới rồi người ta giận mình, ta lấy ruộng lại. Rồi người ta biểu mình dỡ nhà đi đi. Rồi làm sao? Trời ơi, mà thôi nhà cũng còn dỡ được đi. Rồi mồ mả ông bà làm sao còn dỡ đi. Rồi cái mộ của cậu mày làm sao? Trời đất ơi, tôi nghe tôi cũng nóng lạnh luôn. Khó. Nhưng mà rồi tao cũng liệu tao trả lời. Ta nói hồi ba sắp nhỏ trước khi mất đó, thì cũng có sắp đặt chỗ cho nó rồi. Bây giờ không biết tính sao. Dạ vậy rồi bà trả lời với mợ sao mà? Bà đâu có thèm trả lời. Bà sầm mặt xuống cái rồi bà xích giỏ bà qua bên nhà. Cái gì đó. Hả? Cho Hương quán sĩ. Hương quán sĩ hả mợ? Ừ. Chà. Ôi cái thằng mày nhà ngại tố nhậu ly bì mợ ơi. Ôi cái... đất ơi, tao sợ đi thưa. Trời. Dạ. Tao mà hỏi mày xưa bây giờ bán hết gà vịt, bán hết cũng không đủ trả tiền lợi, đừng nói tới vốn nữa chi. Mời mợ. Gì? Bà hội đồng à? Hả? Bà hội đồng mà thấy không? Vẫn cho bác sĩ với hai trùm qua cả. Con Diệu đâu, con Diệu đâu? Dạ đi chơi về rồi. Nè, này nhé, biểu nó chạy ra ngoài ruộng nó chung đôi vô trong bụi ô rô đó trống. Để ô rô mà? Để tao. Đi, đi, đi. Dạ, dạ bấm bà mới qua chơi. Dạ thưa cha thôi. Dạ mời cha cậu. Dạ mời mời bà. Ê bà kia. Dạ. Nợ nần đất cát của người ta sao không chịu trả? Bộ mấy người định ăn cướp hả? Gặp sĩ đi đi thì đừng có học. Mà bướng nhà bướng cửa, bướng mồ bướng mã trả đất cho người ta. Còn không đi hả? Cho mấy chú tuần đính lên nè. Nó vô nó giật sập nhà bây giờ. Bây giờ bà có chịu đi hay là không? Hả? Dạ. Sao? Khoan hả chú Hương Quảng? Dạ. Chú chờ tôi chút xíu. Để tôi hỏi bà vài câu coi ra làm sao. Bề nào bà cũng là tá điền tá thổ của tôi. Chừng nào bà không có thay đổi đó, thì chừng đó mình trục xuất bà ra khỏi đất cũng không có muộn. Dạ. Con xin tuân lệnh bà hội. Bà hội kêu bứng ai? Dạ con bứng liền. Bà hội kêu nhổ ai? Con cũng nhổ liền. Miễn bà hội vui lòng. Chú chờ tôi nha. Dạ. Chị kia. Dạ. Biểu coi. Tôi không hiểu tại sao chị già rồi mà chị còn dại quá. Con Diệu con của chị á, nó có phước lớn lắm nó mới được lọt vô trong nhà của tôi. Mà tôi á thì chỉ có một mình cậu hai niệm là con trai một. Lỡ thương con của chị rồi, cho nên tôi mới hạ mình đến đây. Chứ bằng không á hả? Đừng có hòng. Dạ bấm bà. Dạ tôi biết lắm. Mẹ con tôi nghèo hèn gì đâu dám giới cao. Nhưng theo lời tôi thưa với bà thôi. Thì bây giờ ông nhà tôi trước khi khoản rồi ổng cũng có hứa hẹn rồi với đặt cho nhỏ có nơi có chỗ rồi. Dạ rồi bây giờ tôi không biết ăn nói với người ta làm sao đi.
Vợ cũng có điều khổ tâm tôi nữa. Là dù sao con tôi cũng gái mới lớn lên, bà cho nó làm hầu làm thiếp, tội nó quá. Tại sao bà ngu quá vậy chứ? Làm hầu làm thiếp nó cũng có 5-7 đường, rồi sau này nó cũng được làm bé vậy, bà còn muốn cái gì nữa? Đó, hả? Bà có nghe chưa? Làm hầu làm thiếp cũng có 5-7 đường, thử làm bé cho tôi coi, cũng còn sung sướng, nói chi làm bé cho cậu hai. Bà không nghe người ta thường nói à, thà là ăn nửa trái sim còn hơn ăn cả chùng sung chất ngập. Bà có nghe chưa? Nè, nghe cho rõ nghe không? Trả lời cho đàng hoàng nghe chưa? Ở đó mà bắt tì bắt ố đó hả? Tôi giận lên á, sẽ cho thầy Hương Quảng này nè vô giật sập cái nhà của bà xuống. Bao nhiêu mồ mả trên đất này đó bới lên đổ xuống sông. Còn bà đó hả? Bà không có đặng an thân với tôi đâu. Tôi sẽ cho lôi đầu về nhà việc đóng trăng về cái tội giật tiền của tôi, bà biết chưa? Sao? Thế nào? Có gả con Diệu hay là không chứ? Hả? Gả hay là mợ? Bà Hội à, bà nên ăn ở cho có đất một chút. Tháng này là tháng mưa, bà chỉ ép người ta quá. Cho vay nợ thì người ta trả nợ, chứ ai cho vay nợ là lấy người trả. Câm cái họng mà lại nghe chưa, thằng khốn nạn mà không được quyền hỗn với tao nghe không? Chú Hương Quảng, dạ. Lôi đầu thằng này về nhà Diệp đóng trăng nó cho tôi. Dạ dạ. Đây. Dạ. Mấy người chạy quyền người ta muốn làm gì thì làm theo. Không, tôi đối với người ông có nợ tôi. À, mày ngon lắm, mày ngon lắm. Tù nha con, tù đục xương nha con. Đứng. Dạ dạ. Dạ, dạ. Dạ lại thầy. Bị thằng cháu tôi nó điên, nó nói tầm bậy tầm bạ. Dạ thầy đừng giận, để tôi la nó rồi tôi đuổi nó đi. Năm, đi ra làm sao chơi? Đi chuyện nhà của mợ để mợ lo. Mợ, nhưng mà nhà của bà là nhà của tôi, không ai được kiếm mợ được đó. Sao? Bây giờ mấy người muốn cái gì? Muốn cái gì? Sao? Có liều mạng với mấy người nè. Mày muốn chết tao cho mày chết. Đúng đích. Dạ. Năm ơi. Gãy tay tao, tụi bay tía đi cho tao. Trời ơi, chết chấp rồi. Đập, chết chấp rồi. Trời đất ơi, chấp rồi. Trời đất ơi, lọc hóa làm ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời đi, trời ơi. Muốn ta, muốn ta. Dạ thưa bà, thân tôi đây, bà muốn bắt đem về làm lớn làm bé, làm tôi làm mọi, làm hầu làm hạ gì cũng được. Bà để cho gia đình tôi yên, bà để cho má tôi yên. Không, bà để cho gia đình tôi yên. Bà để cho không được. Ôi trời ơi, thôi mà, tôi bạc lòng rồi, sao quánh như sao quay vậy nè, tôi bạc lòng rồi mà. Chú Hương Quảng. Dạ. Yeah. Nó bằng lòng rồi thì chú tha cho con mụ già này đi. Dạ thưa cái bà này thì tha, còn cái thằng này nó bẻ gãy tay tôi à. Nó bẻ gãy tay chú à. Tôi cho phép chú lôi nó về nhà Diệp đập chết bỏ khỏi ở tù. Lỡ đi. Dạ, dạ lại bà. Dạ trăm lại bà, ngàn lại bà. Bỏ lỡ bà. Lỡ luôn. Dạ. Còn bà hả? Đứng dậy theo tôi về bển, tôi đưa 10 thước giải mai áo cho con Diệu đi. Đi. Không. Không. Bà dám phản kháng không tôi à? Không. 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 Diệu. Không mà Diệu ơi. Không. Không. Em cố gắng chờ anh. Anh cố gắng học hành để sớm đỗ đạt, sớm ra trường. Khi anh làm thầy giáo, anh muốn mọi người trong làng mình kêu em là thím giáo. Chờ anh nghe Diêu. Chờ anh nghe Diêu. Thôi được quá.